Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài truyền IBC TV và ủng hộ cho các cơ sở thương mại. Quay trở lại với phần tin tức là bản tin về việc Trung Quốc đề nghị Triều Tiên tăng đối thoại hợp tác. Ông Tập Cận Bình gửi thư cho chủ tịch Triều Tiên trước thềm đại hội đảng Trung Quốc, kêu gọi hai quốc gia tăng cường đối thoại hợp tác. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin, chủ tịch Kim Jong-un đã gửi thư chúc mừng đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc CCP lần thứ 20 đang diễn ra. Trong thư hồi đáp gửi lãnh đạo Kim Jong-un, chủ tịch Trung Quốc đã nói rằng điều quan trọng hơn bao giờ hết là Bắc Kinh và Bình Nhưỡng tăng cường đối thoại, đoàn kết và hợp tác. Ông Tập bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy mối quan hệ Trung-Triều, đóng góp vào việc mang lại hạnh phúc lớn hơn cho hai quốc gia và người dân hai nước, cũng như bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực mà phần còn lại là của thế giới. Triều Tiên gần đây liên tục phóng thử nhiều tên lửa các loại và được cho là đang chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. Bình Nhưỡng cũng cho biết các hoạt động quân sự mới nhất của họ nhằm đáp trả các cuộc tập trận trong khu vực của Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Khi được yêu cầu bình luận về những động thái thử vũ khí mới nhất của Bình Nhưỡng và phản ứng của Seoul, Bộ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh vào ngày 14 tháng 10 kêu gọi các bên kiềm chế, nỗ lực tạo điều kiện để nối lại đối thoại. Thưa quý vị, Romania đã tăng tốc dự trữ nguồn nguyên liệu cho mùa đông. Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và xung đột giữa Ukraine và Nga vẫn tiếp tục gia tăng, Thủ tướng của Romania, ông Nicolae Ciuca cho biết, nước này đang tăng tốc chuẩn bị nguồn nguyên liệu, dự kiến 90% lượng khí đốt đã được lấp đầy tại các kho dự trữ để sẵn sàng cho tình huống xấu nhất khi mùa đông khắc nghiệt đang đến gần. Thủ tướng của Romania cũng cho biết 50% trong số 55 triệu mét khối khí đốt tự nhiên phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong một ngày hiện đang được sản xuất trong nước. Phần còn lại được đảm bảo từ các nguồn dự trữ hiện có. Trước đó, Nghị viện của châu Âu đã thông qua kế hoạch đẩy nhanh việc lưu trữ khí đốt tự nhiên ở các nước châu Âu trước mùa đông. Điều này nhằm bảo vệ các doanh nghiệp và hộ gia đình trong trường hợp Nga ngừng cung cấp khí đốt nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt kinh tế từ liên minh của châu Âu. Ông khuyến nghị các quốc gia của châu Âu nên đặt mục tiêu dự trữ khí đốt tối thiểu ở mức là 85% từ ngày 1 tháng 11 và 90% bắt đầu từ năm 2023. Romania hiện đang nỗ lực triển khai các biện pháp dự trữ khí đốt để có thể hỗ trợ hoặc trở thành nhà cung cấp nhiên liệu cho các nước châu Âu khác. Hiện tại, Romania đã hỗ trợ cho Moldova được vượt qua giai đoạn khó khăn này và cho biết sẽ cung cấp khí đốt cũng như là điện cho các quốc gia láng giềng. Pháp yêu cầu đương đơn Việt Nam xin thị thực phải có thông tin nơi sinh trên hộ chiếu. Kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2022, hồ sơ xin thị thực nhập cảnh vào Pháp phải kèm theo hộ chiếu, có thông tin về nơi sinh. Phái đoàn ngoại giao của Pháp tại Việt Nam cho biết trong thông báo chính thức vào hôm ngày 14 tháng 10, hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Sài Gòn từ ngày 17 tháng 10 nhất thiết phải kèm theo hộ chiếu có ghi nơi sinh ở trang 2, 4 hoặc 5. Thông báo cho biết rằng quy định này áp dụng cho tất cả các hồ sơ xin thị thực. Với thời gian lưu trú ngắn hạn hay dài hạn, các hồ sơ đã tiếp nhận trước đây không bị ảnh hưởng và sẽ được xử lý bình thường. Thông cáo cho biết thêm, vào hôm ngày 12 tháng 9, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở thành phố Sài Gòn cũng đã ra yêu cầu tương tự. Kể từ ngày 3 tháng 10, tất cả các đương đơn xin thị thực có hộ chiếu mới bìa màu xanh tím than phải có bì chú về nơi sinh trước buổi phỏng vấn. Thời gian qua, một số nước như Đức, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Tây Ban Nha tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam với lý do trong hộ chiếu mới màu xanh tím than không có ghi nơi sinh. Tuy nhiên, sau đó các quốc gia này cho biết họ sẽ xem xét cấp visa đối với những người mang hộ chiếu có bổ sung thông tin nơi sinh trong phần bì chú. Bản tin về kinh tế để cho biết thêm, Bộ Công Thương cho biết nguồn cung xăng dầu sẽ rất căng thẳng. Một thứ trưởng của Bộ Công Thương Việt Nam cảnh báo nguồn cung cấp xăng dầu cho thời gian còn lại của năm nay sẽ rất căng thẳng, trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cán bộ ngành liên quan cần nhanh chóng khắc phục. Theo báo Thanh Niên vào hôm ngày 13 tháng 10, dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải trong một cuộc họp báo vào ngày 12 tháng 10 đã cho biết nguồn cung xăng dầu trong nước hiện nay đảm bảo được 70 cho đến 80%
nhưng 20-30% phải nhập khẩu, và ông dự báo là nguồn cung từ nước ngoài từ nay cho đến cuối năm vẫn rất căng thẳng. Phát biểu của Thứ trưởng Hải được đưa ra trong bối cảnh đã xảy ra tình trạng người dân khó mua được xăng dầu ở nhiều tỉnh, thành phố, nhất là tại miền Nam trong những ngày gần đây. Như VOA đã đưa tin, nhiều đại lý kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại các tỉnh, kể cả ở thành phố Sài Gòn và thủ đô Hà Nội, từ khoảng ngày 10 tháng 10 đã bắt đầu tạm dừng bán lẻ xăng dầu với lý do hết hàng, khiến cho người dân phải xếp hàng dài trong bất bình, mệt mỏi, thậm chí là hỗn loạn để có thể mua nhiên liệu ở những nơi còn xăng dầu để bán. Bão Nessat cấp 11 vào Biển Đông. Và chiều ngày 16 tháng 10, bão Nessat với sức gió mạnh 117 km/h, cấp 11, giật cấp 13 vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 6 trên khu vực này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 16 giờ, bão Nessat cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 950 km về phía đông bắc và đang di chuyển về hướng tây tây bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h. Đến 16 giờ ngày mai, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía đông bắc, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão sau đó di theo hướng tây với tốc độ 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. 16 giờ chiều ngày 18 tháng 10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16. Tiếp đó bão dự kiến theo hướng tây tây nam với tốc độ 15 km/h và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Do tác động của bão, trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, khả năng có gió mạnh cấp 9 và cấp 10, sau đó tăng lên cấp 11, 12, 13 và cấp 15. Sóng biển cao 5-7 mét, vùng gần tâm bão 8-10 mét. Khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau đó tăng lên cấp 8 và cấp 10. Trong hơn 20 ngày qua, Biển Đông đã có 3 cơn bão hình thành và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tới các tỉnh miền Trung gồm có Noru, Sơn Ca và Nessat. Gần nhất, bão Sơn Ca đổ bộ các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam, gây mưa lớn và ngập úng trên diện rộng. Dự báo xa từ nay đến tháng 1 năm 2023, Biển Đông có khoảng 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ở Việt Nam, tập trung ở Trung Bộ và Nam Bộ. Thưa quý vị, cảnh sát đang truy tìm hai nghi can ăn cắp trong Macy tại Westminster Mall. Sở cảnh sát của thành phố Westminster đang truy lùng hai nghi can ăn cắp đồ trong thương xá của Westminster Mall vào ngày 20 tháng 9 vừa qua. Theo thông cáo của sở cảnh sát, hai nghi can vào cửa hàng Macy trong thương xá vào lúc 7 giờ 35 phút tối và bỏ nhiều quần áo vào một túi vải tự mang theo. Hai nghi can gồm một nam và một nữ đã ra khỏi cửa hàng và không trả tiền cho bất cứ mặt hàng nào. Nghi can nữ còn ném một cái ly vào nhân viên chống mất đồ của Macy khi bước ra ngoài. Theo mô tả của cảnh sát thì nghi can nữ cao 5 foot in, trong độ tuổi 30 cho đến 35, có dáng người vừa phải, để tóc hồng đỏ và đỉnh đầu để tóc đen, còn có hình xăm dài trên cánh tay trái. Trong hình từ camera an ninh, nghi can mặc áo thun sọc ngang màu đen trắng, quần đùi jean, mang dép và trên tay bồng một con chó giống Yorkie màu xám. Nghi can nam cao 5 foot 10 inch, khoảng 35 tuổi, có dáng người to con. Trong hình thì nghi can có hình xăm trên tay phải, đội mũ lưỡi trai màu xám, mặc áo thun hiệu O'Neill màu cam nhạt và mặc quần đùi đen. Sở cảnh sát của thành phố Westminster đang kêu gọi công chúng cung cấp thông tin cho điều tra viên Sanchez qua số điện thoại 714-893-3315, số kết nối 4659 hoặc qua email asanchez@westminsterplusca.government. Quý vị vừa theo dõi bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức buổi chiều ngày hôm nay của Bản tin trên IBC TV do ban tin tức xứng ngôn viên Hà Anh và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cảm ơn các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với đài. Vũ Quang Vinh và Hà Anh xin kính chúc quý vị khán thính giả luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Xin trân trọng kính chào.